Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh review bất động sản thực tế tại Long Thành. Hôm nay thì em sẽ quay cho anh chị xem một căn nhà sau lưng em đây ạ. Căn nhà này được thiết kế là một trệt hai lầu anh chị ha, được xây dựng trên khuôn viên đất là 5x20, sổ sẵn sổ riêng full thổ cư. Nhà này thì đang hoàn thiện anh chị. Với công năng sử dụng của nó là sân xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, 2 toilet anh chị nhá. Được xây dựng được thiết kế là nhà một trệt, một lầu và một tum. Có phòng thờ, phòng bếp đầy đủ anh chị. Nằm ngay trên trục đường 17m đây này anh chị ha. Đường 17m, vỉa hè là mỗi bên 5m. Hướng này là hướng đông nha anh chị, hướng chính đông, đối diện mình là chợ. Khu dân cư hiện hữu đông đúc anh chị nha. Như anh chị đang nhìn thấy đây ạ. Khu dân cư hiện hữu đông đúc rất là đẹp luôn. Đất là đất ở đô thị, sử dụng vĩnh viễn lâu dài nha anh chị nha. Hôm nay thì em ghé qua đây để quay cho anh chị xem căn nhà này. Căn nhà này thì đang được gia chủ hoàn công hoàn thiện. Thì đâu đó khoảng 5, 7 ngày, 10 ngày gì nữa là hoàn thành nha anh chị nhé. Nhà sau lưng em đây ạ. Thì căn nhà này thì tòa lạc tại khu dân cư Tín Nghĩa thuộc phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai anh chị. Cách sân bay Long Thành đâu đó khoảng 15 phút di chuyển thôi ạ. Và từ vị trí căn nhà này mình có thể đi ra khu công nghiệp Tam Phước đâu đó khoảng 300m, đi ra Ủy ban Nhân dân phường Tam Phước, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 đâu đó khoảng 1km thôi. Từ vị trí căn nhà này thì mình đi ra quốc lộ 51 cũng khoảng 1km thôi nha anh chị nhé. Đi thành phố Hồ Chí Minh thì mất khoảng 30km ạ. Đi theo tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Căn nhà này thì gia chủ đang đi vào hoàn thiện. Nếu như anh chị nào mà xem ưng, xem được chốt sớm thì mình có thể là về có một số thay đổi thì theo ý của mình nha anh chị. Chứ còn mà nếu như mà sau khi đã hoàn thiện xong mà mình thay đổi thì cũng rất là tốn kém thêm một phí nữa anh chị nhé. Căn nhà đây ạ. Bây giờ thì em mời anh chị cùng đi vào bên trong nha anh chị nha, để xem cái căn nhà đã hoàn thiện tới đâu và trong căn nhà này có gì đặc biệt ạ. Thiện anh chị. Đây ạ, nhà một trệt, một lầu và một tum anh chị. Rất là đẹp với mẫu thiết kế này, mặt tiền rất là sáng anh chị. Theo phong cách là hiện đại. Ở bên hông anh chị ha, mình sẽ có thể là mình quay bên hông này, bên hông trên sỉ xem một cái tổng nhìn tổng quát này. Ok, bây giờ thì mời anh chị cùng đi vào trong với em nhé. Do là cái nhà này là chưa hoàn thiện nên cửa cổng này là chưa lắp anh chị ha. Đây, bây giờ mình đứng xa xíu, anh chị nhìn thấy ha. Cửa cổng chưa lắp nhưng mà đã có màu hết rồi, màu thiết kế hết rồi. Anh chị nào mà quan tâm tới cái màu hay là tới màu thế nào thì em sẽ gửi sau ạ. Đây, đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào trong nè. Ở đây là sân này là sân xe hơi nha anh chị, thoải mái luôn này, sân xe hơi ha. Hai bên này thì được gia chủ ốp đá cũng như là trang trí đá rất là đẹp ha. Đây, đây thì có thêm mấy cái chậu hoa này. Đây mình có thể trồng mấy hoa vào đây anh chị. Đây, ở đây mình có thể trồng hoa để cho thêm cái khung cảnh nhà mình thêm mà xanh sạch đẹp. Bên đây thì cũng được ốp bằng đá hết luôn anh chị ha. Đây, hôm nay thì một mình em tự xử luôn. Sân này là sân xe hơi thoải mái luôn. Ở đây là cửa này là cửa bằng nhôm Simfa anh chị ha. Đó, nhôm Simfa. Đây ạ, bốn cánh ha, cửa bốn cánh. Thoải mái luôn, rất là đẹp luôn anh chị nhá. Đây, đây là cái phần trước này, cái trang trí đèn cũng rất là đẹp.